Tiền đạo này đang khiến trò cưng huấn luyện viên Park Hang-seo như ngồi trên lửa. Phong độ ấn tượng của Tuấn Hải có thể khiến tiền đạo Tiến Linh mất chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Tại vòng 13 V-League 2022, dù Hà Nội FC phải nhận thất bại 2-3 trên Lạch Tray, nhưng tiền đạo Phạm Tuấn Hải vẫn để lại dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng vào lưới chủ nhà. Đáng chú ý, hai bàn thắng này giúp anh sở hữu 8 pha lập công, vươn lên xếp thứ hai trong danh sách vua phá lưới và trở thành chân sút nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2022. Cựu cầu thủ Hà Tĩnh khởi đầu khá chậm ở mùa giải năm nay nhưng càng chơi càng vào guồng, cho thấy khả năng săn bàn đa dạng. 4 trận gần nhất, Tuấn Hải ghi 5 bàn, bao gồm 2 cú đúp ở trận gặp Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, bàn còn lại được ghi ở trận gặp Bình Dương. Phong độ ấn tượng của Tuấn Hải chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo chú ý và nếu tiếp tục chơi tốt, anh hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Chân sút chủ lực trong tay thầy Park là Tiến Linh thời gian qua chơi rất mờ nhạt trong màu áo Bình Dương. Quan trọng hơn, với Tuấn Hải, ông Park sẽ có một mũi khoan lợi hại bởi ngoài khả năng săn bàn, Hải rất giỏi đột phá vào hàng thủ đối phương. Những trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo thực tế đã trao cơ hội cho tiền đạo đang khoác áo Hà Nội FC. Anh chơi rất năng nổ nhưng hiệu quả chưa thực sự cao. Còn hiện tại, cầu thủ này ngày một cho thấy sự hoàn thiện. Chính bởi vậy, nếu ông Park gạt Tiến Linh ra khỏi đội hình chính tại AFF Cup 2022 để trọng dụng, Tuấn Hải cũng chẳng hề bất ngờ. Đương nhiên, từ nay tới thời điểm AFF Cup khởi tranh vẫn còn khoảng 2 tháng, mọi thứ vẫn có thể thay đổi.